cười xỉu với hoàng thượng sợ ma, nhưng suốt ngày lại bị con sen hù dọa. Chưa thấy con mèo nào mà nhát như con mèo này. Chỉ cần hù nó bằng cái giọng khác chút xíu là nó sợ quýu thôi. Nè. Có mèo nhà ai mà như này không? Sợ gì không sợ, lại đi sợ ma là sao trời? Anh Sen còn khẳng định rằng không nhắc từ ma trước mặt em ấy thì thôi, chứ mà nhắc tới là hoàng thượng tên mướp này mặt mày tái mét, co rúm lại ngay. Chuyện là cứ đêm xuống, không như những chú mèo khác là đi đàn đúm hay bắt chuột, mà hoàng thượng lại tìm đến bên cạnh Sen cũng chỉ vì sợ ma. Đã thế, đen cho em mèo lại gặp phải con Sen hay hù, khiến nó ngồi bên chủ mà trong lòng vẫn không hết sợ. Sao? Con sợ ma hả? Vậy thôi, không chọc nữa. Rồi, không chọc nữa. Ủa, biết người ta sợ ma rồi mà cứ hù hoài vậy Sen? Lỡ đâu tôi giật mình cái ngất xỉu thì phải làm sao hả? Con Sen cũng bắt trúng ngay điểm yếu của hoàng thượng nhà mình mà sơ hở là cứ đem ra hù dọa. Đúng là người ác thường sống thảnh thơi mà. Trong màn đêm tĩnh lặng đã sợ lắm rồi, còn cứ lên giọng mà hù người ta. Khi nghe Sen kêu, đi chơi đi, sợ ma hả? Mèo ta liền tái mặt cả lên vì quá sợ. Không biết có mèo nhà ai sợ ma như này không nhỉ? Chứ mà bạn mướp này mà nghe tới từ đó là mặt không tươi nổi rồi đó. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.